Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì đặc biệt trong ngày hôm nay, Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy nén khí đến từ thương hiệu của Takeo với mã là TK200. Và dòng máy này chạy với một đầu nén cực mạnh, cùng với đó là motor cực mạnh sẽ giúp cho máy sẽ hoạt động ổn định về êm ái. Thêm vào đó là với dòng máy này thì được trang bị là dung tích lên đến là 200 lít, sẽ cho ra được khả năng bơm mạnh, cũng như là anh em có thể là sử dụng trong nhiều giờ liên tục nhưng máy vẫn cho ra được một khí rất là mạnh và giúp cho anh em ứng dụng dễ dàng trong việc là mình phun sơn hoặc là bơm xe trong nhiều giờ liên tục nhé anh em. Và chi tiết về máy này như thế nào thì Ngọc Chi xin mời anh em cùng khám phá ngay về dòng máy của Takeo TK200 này luôn nhé. Máy này được trang bị với công suất gần 5 ngựa và 3,5 kW, thì lưu lượng khí ra được là 750 lít/phút, cũng như là áp lực chịu được là 8 kg, và máy có dung tích lên đến là 200 lít nha anh em. Với các thông số như thế này cùng với đó là dung tích của bình là 200 lít, từ đó là sẽ giúp cho anh em là sử dụng trong quy mô của công nghiệp như là xưởng ô tô nè, hoặc là xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ, xưởng cơ khí vẫn được luôn nha anh em. Đặc biệt là dòng máy này sẽ trang bị cho anh em là hai tay cầm cùng với đó là 4 bánh xe, cho việc là anh em có thể là dễ dàng di chuyển ở bất cứ nơi nào luôn nhé. Và phía trên của bình nén thì anh em sẽ thấy đây là một cái đầu nén của chúng ta cực kỳ mạnh luôn, với 3 xi lanh, và thêm vào đó là anh em sẽ được trang bị thêm là 3 bộ lọc gió, sẽ giúp cho không khí mình hút vào, và bộ lọc gió này có tác dụng là lọc sạch không khí, giúp cho không khí đưa vào xi lanh được dễ dàng. Thêm vào đó là nếu như anh em muốn châm nhớt thì anh em chỉ cần mở nắp này ra và chúng ta sẽ châm trực tiếp vào chỗ này. Và để quan sát được lượng nhớt thì chia sẻ được một mắt nhớt. Và nếu như anh em muốn châm nhớt thì anh em có thể là châm đầy mắt nhớt nhé. Còn ở giữa thì anh em sẽ thấy là đây là một cái công tắc của mình. Khi anh em gạt sang phải là công tắc sẽ bắt đầu đóng nhé. Còn ngược lại là anh em gạt sang trái là máy sẽ bắt đầu hoạt động. Và nhìn ngang qua nữa thì anh em sẽ thấy đây là một motor. Và motor này chạy cực kỳ mạnh nha anh em. Motor của Toàn Phát, lõi là lõi 100, lần trăm là lõi đồng. Trang bị với công suất lên đến là 3,5 kW, sử dụng dòng điện gia đình 220V, cực kỳ chất lượng. Còn đây là anh em sẽ thấy là một cái đồng hồ đo áp. Thì khi máy bắt đầu hoạt động thì đồng hồ đo áp sẽ có thể là tự bơm lên đến là 8 kg, và sau đó là máy sẽ bắt đầu là tự ngưng hoạt động nha anh em. Cùng với đó là nếu như trong quá trình hoạt động thì khi đồng hồ đo áp trở về 2 kg thì máy hoạt động thông minh sẽ tự động bơm cho anh em lên đến là 8 kg lại nhé. Còn nhìn ngang qua thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có được một van an toàn. Và van này có tác dụng là khi đồng hồ đo áp vượt quá số ký an toàn lên đến là 9 kg hoặc là 10 kg, thì van có tác dụng là đưa đồng hồ đo áp trở về số ký là an toàn là 8 kg nha anh em. Cùng với đó là chia sẻ được là hai khớp nối nhanh nè, cũng như là một đầu nối cho anh em để anh em có thể là kết nối trực tiếp với dây hơi của mình. Đặc biệt là phía dưới thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ được một con ốc, và ốc này là ốc xả, từ đó là anh em có thể là dùng cờ lê nè, mình xả nước ra được dễ dàng. Vì khi máy hoạt động trong một thời gian dài thì có hiện tượng là lắng động nước vào trong đây nhé. Và từ đó là sau khoảng là 3 đến 5 tháng thì anh em sẽ lấy cờ lê để chúng ta xả được nước ra ngoài. Còn bây giờ thì Chi sẽ bắt đầu xem là máy sẽ đến bao nhiêu phút thì máy sẽ tự động ngắt nha anh em. Chi sẽ bắt đầu bật cái ốc lên.
Vậy trong khoảng thời gian là gần 4 phút, máy có thể bơm được lên đến là áp lực là 8 kg, thì máy sẽ tự động ngắt. Và từ đó là anh em có thể là sử dụng thoải mái dòng máy này trong vài giờ liên tục. Để dòng máy có thể là đạt được hiệu quả và tối đa năng suất thì anh em cần phải lưu ý sau nhé. Đầu tiên đó là với dòng máy nén khí này thì khi hoạt động anh em nên đặt máy ở nơi bằng phẳng để cho dòng máy có thể là chạy êm và bền bỉ nhất nha anh em. Và lưu ý thứ hai cho anh em đó là về bộ lọc gió của chúng ta thì chúng ta nên đặt cố định bộ lọc gió ở đây luôn nhé, để tránh việc là không có bộ lọc gió thì không khí sẽ không được làm sạch và từ đó là ảnh hưởng đến xi lanh. Và còn với lượng nhớt thì anh em nên là xem, quan sát kỹ mắt nhớt xem là lượng nhớt bên trong còn đủ không nhé. Thì lúc này thì khi lượng nhớt đủ sẽ đảm bảo cho dòng máy có thể hoạt động ổn định cũng như là trơn tru. Và lưu ý thứ ba là lưu ý cuối cùng cho anh em, đó là khi đặt máy thì chúng ta nên đặt cách tường là 10 đến 15 cm, hoặc là không nên đặt ngược lại để tránh việc là máy sẽ không hút được không khí. Và Ngọc Chi tin chắc rằng chỉ với một khoản đầu tư nhỏ vậy thôi là anh em có thể là ứng dụng dễ dàng, và tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta sẽ sử dụng dòng máy nén khí của Takeo TK200 này trong từng lĩnh vực khác nhau phải không nào. Đặc biệt là với dòng máy nén khí của TK200 thì Ngọc Chi bảo hành cho bà con lên đến là 12 tháng, cùng với đó là motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu lỗi là lỗi của nhà sản xuất. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi mua dòng máy nén khí tại Thế Giới Máy, anh em sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Và chương trình giới thiệu chi tiết của Ngọc Chi về dòng máy nén khí cho anh em đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em nhé.